Xin chuyển sang thông tin tiếp. Thưa quý vị, đại dịch COVID-19 đã tác động không nhỏ đến doanh nghiệp F&B Việt Nam, trong đó có chuỗi thức uống yêu thích cà phê. Trái với những doanh nghiệp khác nhằm phát triển bền vững, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng Việt, thay vì cắt giảm chi phí đầu tư để mở rộng hàng loạt, thương hiệu Passio Coffee đã lựa chọn hướng phát triển bền vững hơn với sự đầu tư bài bản, chỉn chu và hệ thống kiosk cà phê mới. Hơn 14 năm, Passio đã là một trong những thương hiệu cà phê sạch mang đi đầu tiên được khách hàng Việt yêu thích. Những hạt cà phê đến từ cao nguyên được chọn lọc kỹ càng, hòa quyện trong một ly cà phê mang đi từ kiosk cà phê này. Đến Passio, chỉ trong tích tắc, khách hàng sẽ tận hưởng những sản phẩm cà phê tươi sạch tốt cho sức khỏe. Dùng hòa yếu tố cà phê sạch và chất lượng, Passio còn sử dụng hệ thống máy pha chế hiện đại của Ý. Nhờ đó, những ly cà phê pha chế độc quyền Passio không chỉ thơm ngon mà còn mang chất lượng chuẩn Ý. Thì thông qua cái việc mà Passio sử dụng cái quy trình công nghệ của Ý, thì Passio đã thu mua những trái cà phê chín 100% và được chế biến theo tiêu chuẩn của Passio với cái hệ thống máy móc mà đúng tiêu chuẩn của châu Âu. Thì giúp cho người nông dân sẽ có thêm được cái sản lượng và cũng như là gia tăng được cái giá trị về cái chất lượng cũng giống như là cái giá trị về cái nông sản của Việt Nam. Sau cái dịch Covid này thì cái quốc gia đầu tiên mà Passio sẽ bước chân tới đó là đất nước Mỹ. Đó, và tại thành phố New York, đó là cửa hàng đầu tiên của Passio sẽ được ra đời. Bằng tâm huyết của tình cảm nồng nàn dành cho cà phê, Passio đã không ngừng nghiên cứu và phát triển từ năm 2006 đến nay. Với hệ thống ngày một phát triển riêng tại thành phố Hồ Chí Minh với hơn 80 cửa hàng cà phê, Passio đã đến gần hơn với khách hàng ở mọi lứa tuổi, mọi ngành nghề có cùng đam mê với cà phê. Ngày 19 tháng 10 vừa qua, thêm một kiosk cà phê Passio nữa đã có mặt tại quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, tại địa chỉ 77 Hoàng Văn Thái. Tôi rất vui vì hôm nay là ngày khai trương của cửa hàng 77 Hoàng Văn Thái, đã tạo cho tôi có điều kiện để phục vụ những ly cà phê sạch, chất lượng đến với khách hàng. Để có được cửa hàng 77 Passio 77 Hoàng Văn Thái này là Passio đã nghiên cứu, cũng đặt nhiều trăn trở trong mấy tháng qua với nhịp sống hối hả, hiện đại, nổi bật như hiện nay. Thì để mất 15 phút cho một quy trình phục vụ cà phê, với những cửa hàng khác thì đối với Passio đâu đó chỉ cần 1 phút tới 1 phút rưỡi là khách hàng đã có trong tay một ly cà phê thơm ngon và đạt chuẩn. Sau khi tình hình dịch COVID-19 tạm thời được khống chế tại Việt Nam, trung bình cứ mỗi tháng, Passio cho ra đời 2-3 cửa hàng kiosk mới đáp ứng nhu cầu của khách hàng với chất lượng tốt nhất. Có thể thấy mô hình kiosk cà phê này đã nhanh chóng thể hiện rõ ưu thế khác biệt, độc đáo và phù hợp với xu hướng phát triển của thị trường. Với đam mê bất tận, hòa tan trong từng sản phẩm, Passio còn truyền đi đam mê sáng tạo để đem ly cà phê Việt đến với khách hàng, đồng thời nâng cao chất lượng nông sản Việt. Kiên trì với 4 cái giá trị cốt lõi. Đó, cái thứ nhất là cái convenience. Đó, các bạn, Passio luôn luôn ở mở những cái cửa hàng nhỏ nhưng ở vị trí rất tiện lợi với khách hàng. Và cái thứ hai đó là cái Passio variety, tức là cái sự đa dạng. Các bạn, Passio luôn phục vụ đa dạng đối tượng khách hàng đến Passio với một cách rất là tự nhiên và thoải mái để mua một ly cà phê. Và cái thứ ba đó là finest, tức là tốt nhất. Tức là Passio cam kết những sử dụng nguyên liệu tốt nhất và những máy móc tốt nhất và đào tạo con người một cách tốt nhất. Đó là những cái tiêu chí mà Passio cam kết với khách hàng. Và cuối cùng đó là cái đam mê. Với một cái sự mong muốn làm sao cà phê Việt Nam có chỗ đứng trên bản đồ cà phê thế giới. Với công nghệ Ý kết hợp với nguyên liệu Việt, sự phát triển của Passio góp sức vào nâng cao giá trị hạt cà phê nguyên liệu cho nông dân và nâng tầm thưởng thức cuộc sống của người tiêu dùng. Thực ra thì tôi cũng là một người rất là nghiện cà phê ấy. Nó từ nghiện thì đúng hơn. Thường hay ngồi ở Passio. Cái thứ nhất là cái không gian nó thoáng. Cái thứ hai nữa là có một cái gì đấy nó đập vào mắt mình về cái thiết kế, cái màu sắc là mình vui, mình tươi vui. Một cái điều đặc biệt đó là cái hương vị cà phê. Cái hương vị cà phê thì mình không thích ngọt lắm. Mà nó vừa đủ theo cái gu của mình, có vị béo, có vị thơm, có vị nói chung là không bị làm mình bị gắt cổ. Đó là cái điều mà phụ nữ thường yêu thích đấy, vì nó không mang những cái tâm lý là mình bị mập hay là bị nhiều đường. Sáng tạo và đi đầu thị trường với mô hình kiosk cà phê vừa gần gũi thân thiện vừa tiện lợi cho khách hàng, Passio đang ngày càng khẳng định vị thế tiên phong dẫn đầu của thương hiệu cà phê tươi sạch mang đi đầu tiên tại Việt Nam.